quý vị phụ huynh, các em học sinh, sinh viên thân mến. Tôi là Thúy Nguyễn, trưởng khoa đào tạo và phát triển kỹ năng mềm của trường Đại học Đại Nam. Và bên cạnh đó thì ngoài ra tôi còn đảm nhận vị trí đó là định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên trên nền tảng TikTok. Và ngày hôm nay tôi rất là vinh dự được ngồi đây cùng tất cả các vị khách mời để có thể tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các bạn thí sinh. Và thưa quý vị, vào mỗi mùa tuyển sinh thì không chỉ các bạn thí sinh mà còn có các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng, băn khoăn trong cái việc chọn ngành, chọn nghề như thế nào. Và chính vì lý do đó, ngày hôm nay trường Đại học Đại Nam sẽ tổ chức một cái talk show chia sẻ trực tiếp với tất cả thí sinh cũng như bậc phụ huynh về việc là lựa chọn ngành nghề như thế nào cho phù hợp. Và đến tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay, rất hân hạnh được giới thiệu tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam. Xin được trân trọng giới thiệu anh Lê Đắc Lâm, Chủ tịch VnTrip, Chủ tịch VTV Cap Sport, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa thứ 7. Xin trân trọng giới thiệu MC biên tập viên Dương Sơn Lâm, MC Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào mỗi mùa tuyển sinh thì tất cả các bạn thí sinh cũng như các bậc phụ huynh rất lo lắng, băn khoăn, đặc biệt trong việc là chọn ngành nghề như thế nào để chúng ta có thể theo đuổi suốt 4 năm đại học. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực định hướng nghề nghiệp. Câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ dành cho tiến sĩ Lê Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, một người mà đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, tư vấn đào tạo cho các bạn thí sinh. Xin chào cô Hương ạ. Và vâng, thưa cô thì rõ ràng là trong cái việc mà chọn ngành nghề của các bạn thí sinh thì trong rất nhiều năm chị làm công tác tuyển sinh thì chị thấy rằng là đối với các bạn thí sinh á, thì cái vấn đề gì mà các bạn sẽ khó khăn nhất khi mà các bạn đưa ra lựa chọn ngành nghề cho mình ạ? Trong hơn 20 năm làm về cái công tác đào tạo và tuyển sinh với các khóa thì tôi cũng rất là thấu hiểu cái sự trăn trở của phụ huynh và thí sinh trong cái việc chọn ngành, chọn nghề và chọn trường cho con em mình. Bởi vì thực ra là có thể nói là khi các con ở cấp 3 thì chúng ta cũng đang có được những cái định hướng của cái nghề nghiệp nó cũng chưa tốt. Nên là bản thân các con cũng chưa biết là mình có khả năng gì, mình có năng lực gì, mình có sở trường gì, mà cũng là đang theo những cái xu hướng của xã hội hoặc là theo cái mong muốn của gia đình là do bố thích, mẹ thích, chứ bản thân các bạn ấy cũng không biết là mình thích cái gì và với cái sở trường năng lực của mình thì phù hợp với những cái ngành nghề gì. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Hương. Tức là đối với các bạn thí sinh thì cái việc mà chọn ngành, chọn nghề đang phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó thì không có yếu tố là cái sở thích cá nhân hay là đam mê của các bạn ý, mà đôi khi đó là theo cái trào lưu của xã hội, đôi khi đó là theo bố, theo mẹ, là những người chọn ngành, chọn nghề cho các bạn ý. Và ở đây thì chúng ta có biết một cái MC biên tập viên rất nổi tiếng với những vựa muối ở trên truyền hình, với những chương trình rất lớn của VTV, đó chính là biên tập viên MC Dương Sơn Lâm. Và chúng tôi cũng được biết là anh Sơn Lâm thì bản thân của anh ấy là không tốt nghiệp ngành truyền thông hay báo chí gì cả, mà bản thân anh ý là tốt nghiệp kỹ sư lọc hóa dầu của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội các bạn ạ. Và hiện nay thì anh ấy cũng đã học thạc sĩ ở Hàn Quốc đúng cái ngành đó luôn. Tuy nhiên thì bây giờ là anh đang công tác trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, là một người mà cũng đang chọn ngành, chọn nghề, đang không đi đúng với cái lĩnh vực của mình. Anh Sơn Lâm có muốn chia sẻ gì trong chương trình này của chúng tôi với tất cả các bạn thí sinh cũng như là quý vị phụ huynh không ạ? Vâng, thực ra tôi phải rất là cảm ơn nhà trường đã cho tôi cơ hội để chia sẻ với các bạn học sinh sinh viên. Thưa cô Hương, thưa anh Lâm, và thế này, hôm nay thực ra chương trình đến đây em tâm lý lắm. Bởi vì sao? Khi đến đây phát là em phải nhớ lại một cái giai đoạn mà phải nói là rất căng thẳng trong cái câu chuyện lựa chọn của em. Câu chuyện thì dài nhưng mà nói ngắn gọn thì nó là như này. Ngày xưa ấy, khi mà em học sinh ấy, thì học trường Bưởi Trung Văn An, không chuyên gì cả, học lớp thường. Và đúng như cô Hương nói, không có một cái định hướng gì rõ ràng về việc là tôi sẽ làm gì trong tương lai để mà đi ngược trở lại là tôi sẽ thi trường nào. Thế cho nên là lúc thi đại học thì rất đơn giản. Đấy là mình phải tính đầu ra là mình phải có cái nơi nào đấy mình có thể làm được. Thì đơn giản là bố em nói một câu rằng là bây giờ bố làm ở cái ngành là về khoáng sản địa chất. Mày thi một cái gì đấy về khoáng sản địa chất đi. Thế là trong đầu em mới đầu tiên đẩy ra trường mỏ. Xong rồi ra một cái nữa là cái hóa silicat. Thế là thì Bách Khoa. Thì Bách Khoa thì đầu tiên thi vào, xong rồi một năm sau mới phân ngành. Thì ok, mình đăng ký Bách Khoa thì học thì cũng tốt, cố gắng cũng được, thì thi được đỗ Bách Khoa. Thì sau đấy thì là đến cái câu chuyện một năm sau thì bắt đầu chọn ngành. Thì lúc đấy là hay là chọn mỏ hay là chọn hóa silicat thì nó lại nảy ra câu chuyện là thấy mấy anh ở giàn khoan hay quá. Xong rồi nghe các anh nói là anh Đắc Lâm, tức là ở Vũng Tàu ấy, ra giàn khoan là cứ kiếm nhiều tiền hai tuần ra giàn khoan, trong hai tuần vào Vũng Tàu ăn chơi nhảy múa. Nghe nói thế nhá, còn thực tế thế nào em không biết nhá, em nghe nói rồi thích thế là làm hai tuần chơi hai tuần sướng quá thì ok luôn, đăng ký vào hóa dầu luôn cho nó nhiều tiền rồi được đi chơi hai tuần cũng thích cũng vui. Nói đùa vậy thôi chứ lúc đấy thực ra cũng không có cái định hướng gì rõ ràng về việc là sau này thực sự cái môi trường làm việc của mình nó sẽ như nào. Đăng ký vào hóa dầu. Và sau đấy là học ở Bách Khoa thì 5 năm là tốt nghiệp, đấy là bình thường. Em mất 6 năm.
thì thực sự cái năm cuối cùng là học thêm mà để học lại những tín chỉ mà mình kém quá. Vừa qua được điểm D thôi chẳng hạn, học lại thì kéo được lên bằng khá. Sau đấy 2 năm đi tìm kiếm công việc ở trong ngành hóa dầu không được. Thi đâu trượt đấy, thế mới ghê chứ không hiểu sao. Thế nhưng mà em có một cái em vẫn thấy là lợi thế hơn so với các bạn sinh viên cùng thời với mình, đấy là từ hồi là học sinh trung An ấy thì em đã phát hiện ra rằng là mình có cái khả năng sân khấu. Đứng trên sân khấu dẫn các chương trình nhiều thể loại khác nhau. Đi sinh viên thì bách khoa thì các bạn ấy nhút nhát lắm, thành ra là tất cả các chương trình thượng vàng hạ cám ở trường là em ôm hết. Thành ra cái khả năng và cái kỹ năng sân khấu của em từ đợt đó nó đã được tôi luyện rồi, chạy show bên ngoài kiếm tiền. Kinh tế của em so với các sinh viên khác là rất ok. Không phải nghĩ quá nhiều về vấn đề là phải sinh tồn về vấn đề kiếm tiền. Cho nên là mình mới có cái 2 cái năm đấy để mình nhẩn nha, mình đi kiếm việc. Và cũng chính 2 năm đấy mình nhận ra một điều là mình phải chọn thôi. Bây giờ mình xanh chín mình đi tiếp theo cái ngành mình học hay là mình phải tách ra một cái hướng khác. Và em đã quyết định xanh chín bằng cách là lấy được một cái học bổng thạc sĩ ở Hàn. Ở Hàn nó có một học bổng, nói nhanh đấy là giáo sư ở bên Hàn, người ta có một cái phòng lab ấy anh, thì người ta sẽ tuyển các sinh viên đến làm việc cho cái phòng lab đấy và người ta sẽ trả toàn bộ chi phí ăn ở, học tập vân vân. Thì em lấy được cái học bổng đấy, TV gia đình cũng không có kinh tế. Và sau đấy câu chuyện đi học thạc sĩ thì nó lại rất là đau lòng như thế này, nhưng mà nó là một bài học. Tức là gì, gọi là học thạc sĩ thôi nhưng thực sự em đặt chân sang Hàn được 2 tuần. Và cái bước ngoặt là một cái ngày em vẫn nhớ, hôm đấy trời nắng ở trong phòng lab của ông giáo sư đấy, và nói thật lúc đấy thực sự em đã không thể chịu được cái việc là cứ 15 phút phải đi ra một cái máy nó lắc lắc cái này để ghi lại cái con số ở trong cái hóa chất ở trong đấy nó đang biến chuyển, không thể chịu được việc đấy. Và lúc đấy cái nỗi nhớ sân khấu ấy nó rất rõ ràng ấy, nó như kiểu sau này khi mà mình yêu đương rồi mình thấy ấy, cái việc mình yêu một ai đấy thực sự nó rất rõ ràng. Thì lúc đấy cái việc em yêu sân khấu nó rất rõ ràng, và lúc đấy 2 tuần sau em quyết định đi về. Thành ra bây giờ nếu như mà giới thiệu là anh Lâm học thạc sĩ về ngành đấy thực ra nó cũng không đúng đâu, chỉ là trải nghiệm học thạc sĩ 2 tuần thì đúng. Bước ngoặt nó là như thế. Thành ra thực sự nếu mà nói ngắn gọn lại trong chương trình ngày hôm nay một câu thôi thì em nghĩ là không thử sao biết. Vâng ạ, câu chuyện chia sẻ của anh Sơn Lâm thì rất là thú vị. Vậy thì anh Sơn Lâm, theo anh thì rõ ràng là khi chúng ta đã chọn sai rồi thì có nên là cứ tiếp tục cố đấm ăn xôi hay là chúng ta sẽ quay trở lại? Đã chọn sai rồi thì làm sao mà lại cố tiếp được? Chọn sai thì chắc chắn là phải chọn lại. Thế nhưng mà cái câu chuyện là gì? Chọn là thời điểm nào? Đúng, cái thời điểm mình biết là mình sai là lúc nào và tại sao mình biết là mình sai? Đó mới là câu chuyện. Vâng. Anh Lâm, anh mời anh. Không đúng, thực ra như Sơn Lâm vừa nói, nếu mà đặt câu hỏi là đã biết chọn sai rồi thì có chọn lại không, thì riêng câu hỏi đấy đã là câu trả lời rồi. Nhưng vấn đề là làm sao để biết mình chọn sai. Cái đấy thì đúng là như bạn Sơn Lâm rất may mắn, tức là trong cái quá trình mà mình đang đi tự nhiên tìm được cái ngành nghề mình yêu thích và đã thử đến hết nước, tức là học từ đại học rồi đã đi xin việc xong rồi học thạc sĩ. Tức là bây giờ như bạn là không có một cái... Chính xác, gì cả. Em không hề mối hận một tí nào luôn. Không phải quay đầu lại. Thế cho nên là cái mà mình hơi tò mò một tí, bởi vì lúc nãy Thúy nói là Thúy làm kênh TikTok về định hướng nghề nghiệp, đúng không? Thì bạn hỗ trợ các em học sinh trong cái việc chọn nghề như thế nào? Bởi vì như lúc nãy chị Hương có nói đúng không? Một cái mà rất là phổ biến, tức là trong cái quá trình chọn ngành, chọn nghề là không chỉ học sinh mà còn bố mẹ tham gia. Tiếng nói của ai quan trọng hơn, định hướng như thế nào thì bạn tư vấn ra sao? Dạ vâng ạ, thưa anh Đắc Lâm, thì có lẽ rằng là trong rất là nhiều lâu thời gian em đã làm cái công tác là tư vấn định hướng nghề nghiệp dành cho các bạn học sinh sinh viên, đặc biệt là trên nền tảng TikTok. Thì khi mà chia sẻ cho các bạn học sinh á, cách mà các bạn lựa chọn nghề nghiệp như thế nào để các bạn bước vào chặng đường đại học, thì thường thì đối với một bạn học sinh ấy, thì thường em sẽ thường tư vấn cho các bạn thì đó là chúng ta sẽ phải dựa trên 3 yếu tố. Ba cái yếu tố để mình chọn một cái nghề để thực sự phù hợp với mình. Vì rất nhiều bạn bây giờ đang có 2 xu hướng. Một là lựa chọn theo đam mê của bản thân mình và bất chấp tất cả mọi thứ. Bất chấp hết tất cả mọi thứ, bạn ấy cứ đi theo đam mê. Mình thích một ai đó chẳng hạn, mình thần tượng một ai đó, ví dụ như thần tượng anh Sơn Lâm chẳng hạn, thì thậm chí không có khả năng MC nhưng vẫn cứ thích đi làm MC. Hay là thần tượng anh Đắc Lâm chẳng hạn, không có một cái tố chất gì làm doanh nhân nhưng mà vẫn cứ thích lao đầu vào quản trị kinh doanh chẳng hạn. Thì đấy là một trong những sai lầm cơ bản của các bạn. Thế nhưng mà cũng có một cái định hướng thứ hai nữa ấy, đấy là rất nhiều bạn thì là bố mẹ bảo học gì thì học đấy. Học đấy. Rồi ra trường đó, bố mẹ xin việc cho. Bố mẹ học làm cái gì thì là học theo cái đó. Thế thì khi mà tư vấn với các bạn ấy thì bao giờ cũng vậy, thì em thường tư vấn cho các bạn ấy ba cái mà các bạn cần phải lựa chọn. Cái thứ nhất ấy, đi theo đam mê là tốt, bởi vì thực ra các bạn phải thích, phải yêu cái ngành đó
thì bạn mới có thể vượt qua tất cả những cái gì gọi là khó khăn trở ngại trong cái chặng đường bạn làm nghề. Bởi vì khi bạn không yêu ấy, bạn không yêu ai đó, bạn sẽ không nỗ lực. Bạn gặp một cái sự khó khăn nào đó, gặp một thầy cô ở một môn học nào đó khó khăn, bạn sẵn sàng từ bỏ. Bạn sẵn sàng là không học nữa, bạn sẵn sàng kêu khó, bạn không thể vượt qua được. Nhưng cái đầu tiên đó là bạn phải đam mê, bạn phải thích cái ngành đấy đã. Cái điều thứ hai ấy, bạn thích thôi chưa đủ. Bạn thích làm MC thôi chưa đủ, bạn thích làm doanh nhân chưa đủ, bạn thích làm giáo viên cũng chưa đủ, mà bạn phải giỏi trong cái lĩnh vực đó. Tức là bạn phải có một tố chất gì đó, giống như anh Sơn Lâm chẳng hạn. Anh biết là anh phải biết là ngày xưa cấp 3 là tôi đã từng đi làm MC rất nhiều chương trình. Tôi có thể đứng trước đám đông, tôi yêu cái nghề đó, tôi thích nó, nhưng mà vấn đề là tôi cũng có tố chất. Tôi có khả năng, có giọng nói tốt, tôi có ngoại hình đẹp thì mới có thể theo cái nghề đó, đúng không ạ? Đấy là một điểm cộng rất lớn. Bây giờ bạn nếu thật sự mà ngoại hình bạn không đúng rồi, làm cái nghề này nó phải đó, toàn diện chứ. Nó phải có một cái gì đấy riêng. Các anh chị. Đó, thì tức là bạn phải giỏi trong cái lĩnh vực của mình, tức là bạn phải biết mình có điểm mạnh như thế nào thì bạn mới có thể thành công. Bởi vì người ta sẽ tuyển dụng một người, chắc là anh Đắc Lâm cũng như vậy, khi mà tuyển dụng nhân viên cho mình phải lựa chọn những người nào mà có một cái điểm mạnh, một cái thế mạnh trong cái lĩnh vực của các bạn ấy. Thì đấy là tiêu chí thứ hai. Và cái tiêu chí thứ ba nữa là làm gì thì làm, thích, giỏi, đam mê, nhưng mà phải làm ra tiền. Cái xã hội phải cần cái nghề đó. Bạn không thể mải mê đi theo đam mê, đi theo cái sự giỏi giang của mình mà bạn quên mất rằng là trong cái lĩnh vực đó xã hội rất hạn chế nghề nghiệp. Cái công việc đó nó không đủ nuôi sống cho cuộc đời các bạn. Thì rõ ràng là nếu như chỉ đi theo đam mê như vậy thì nó rất là mù quáng. Mà cần phải tìm kiếm xem là xã hội họ mong muốn gì, họ đang có nhu cầu gì, cái ngành nghề nào ra trường mình có cơ hội tìm kiếm việc làm, hay là mình đã đi một cái ngành quá hẹp và quá ít. Thì rõ ràng là cái đó là cái mà sẽ làm cho các bạn sau này rất khó khăn khi mà đầu ra. Thì đấy chính là những cái chia sẻ đối với các bạn thí sinh khi mà lựa chọn nghề nghiệp. Thì rõ ràng là để tìm được ba cái thứ đó có khi họ cũng phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí có những người mất cả cuộc đời mới tìm được ba yếu tố. Nhưng có lẽ là phải tìm một công việc nào đó mà nó hội tụ ít nhất cái được ba cái yếu tố đó thì các bạn sẽ lựa chọn cái ngành nghề mà nó sẽ phù hợp cho bản thân. Nhưng mà điều đó thì thực sự là phải chia sẻ với các anh các chị đây là chắc là rất khó. Thế ví dụ như gặp những trường hợp các bạn học sinh mà họ không tìm được ba cái yếu tố đấy thì Thúy tư vấn thế nào? Thường thì những bạn nào mà em sẽ phải ngồi lại các bạn, thực ra là nếu như mà một một ấy thì nó dễ hơn khi mà tư vấn online trên cái dạng là thông tin mà mình chia sẻ một chiều. Khi mà các bạn cùng trao đổi, cùng chia sẻ, bắt đầu mình sẽ khám phá được các bạn nhiều hơn qua các cái bài test, ví dụ MBTI hay là bài test định hướng nghề nghiệp, trách nhiệm Holland. Thì tất cả những bài test đó sẽ giúp các bạn ít ra là khám phá được những cái điểm mạnh của bản thân mình một chút nào đó, thì những cái điểm nào còn gọi là còn thiếu sót của bạn. Đấy chính là điểm mạnh của trường Đại học Đại Nam. Rất nhiều bạn thí sinh khi mà tuyển sinh vào trường Đại học Đại Nam rồi thì ngay từ năm đầu tiên các bạn được học kỹ năng mềm, đấy là kỹ năng định hướng nghề nghiệp, các bạn được đưa vào tất cả các cái bài test để các bạn biết rằng là trong cái lĩnh vực nghề nghiệp đấy mình thực sự phù hợp với nhóm ngành nào. Đó, hay là có thể mình chọn cái ngành đấy rồi nhưng mà mình thấy là khi vào trường mình lại khám phá rằng là mình không phù hợp với ngành đó. Thì đấy có lẽ là cũng một trong những điểm mạnh mà hiện tại thì em đang tham gia ở dạy tại trường Đại học Đại Nam, cũng đang là vừa tư vấn trước cho các bạn rồi, sau khi các bạn vào trường vẫn tư vấn tiếp cho các bạn nữa ở trường. Thế nhưng mà như bạn Sơn Lâm ngày xưa lúc mà chọn cái ngành hóa dầu ấy thì mình có ngồi phân tích ba yếu tố đấy không? Không, em nói thật là không. Em nói thật là không. Thì tất nhiên hồi đấy thông tin bây giờ nó cũng khác bây giờ, và cái sự năng động của sinh viên hồi đấy với bây giờ thì tất nhiên mình không thể so sánh được, nhưng mà rõ ràng là không. Và chỉ có mình cứ đâm lao theo lao, tinh thần là phải cố gắng hết sức. Hồi đấy em cũng không nghĩ đến việc là sau này tôi sẽ không hối tiếc khi mà nghĩ lại đâu, chỉ thấy là... Nhưng mà lúc học cái ngành đấy có cảm thấy thích thú thích không? Em thì thực ra em vẫn cứ nói vui với chính bản thân mình là nhiều khi cũng hơi đa nhân cách đấy, tức là ý là thế này, nói vui đa nhân cách tức là mình cảm thấy cái gì mình cũng có thể làm tốt được. Nhưng mà đấy, cái thời điểm mà khi mà mình ngồi trong cái phòng thí nghiệm ấy thì thực sự mình mới thấy là mình có thể làm tốt việc này nha, nhưng thực sự cái việc làm cho mình sướng ấy nó không phải là việc này. Thế mà vẫn qua được 6 năm. Qua được 6 năm, còn 2 năm tìm việc. 6 năm. 2 năm tìm việc là 6 năm được. Từ đó Sơn Lâm thì rất là may mắn là em có năng lực ấy và cái tố chất, cái gốc nền, nên là em đã bơi qua được 6 năm của tốt nghiệp đại học. Như ví dụ như ở trường Đại Nam chẳng hạn, nếu như một số bạn mà khi mà chọn nhầm của ngành ấy thì các bạn ấy không qua môn. Và khi không qua môn vì là cái năng lực ấy, mình có thể ví dụ như này, nếu như mà các bạn ấy không giỏi hóa và sinh thì tốt nhất không nên học khối ngành sức khỏe. Nếu như học công nghệ thông tin mà các bạn ấy không giỏi một chút toán thì tốt nhất cũng không nên chọn của cái khối ngành kỹ thuật. Thì khi mà học năm nhất, năm hai và năng lực là vừa phải này, thích cũng không thích lắm này, và đương nhiên sẽ không có kết quả. Và khi đó thì nếu như bạn nào mà tạm hiểu là tỉnh táo đấy,
và cảm thấy rằng là nó đang hơi over, hơi quá sức đối với mình thì các bạn ấy có thể dừng. Và ở nhà trường, trường Đại Nam thì có thể là tư vấn cho các bạn ấy chuyển qua một ngành khác nó phù hợp với cái năng lực của bạn ấy và phù hợp với cái sở thích của bạn ấy. Thì khi đấy bạn ấy có thể là sẽ bắt đầu lại của cái ngành mà bạn ấy vừa phải với năng lực của mình và có cái đam mê và yêu thích, thì bạn ấy có thể sẽ đạt được cái mục tiêu. Còn hơn nếu như cứ cố thì có thể bạn ấy sẽ phải trả giá bằng chính cả cuộc đời mình luôn á, là khi mình sẽ làm một cái công việc nó lờ vờ không đang nói cái ví dụ ấy, là bạn ấy sẽ làm một công việc lờ vờ không thích và đi làm thì và bây giờ không có động lực gì cả thì cũng không bao giờ có cơ hội thăng tiến, cũng không bao giờ có cơ hội thu nhập, và cứ như thế thì cũng sẽ rất là tội nghiệp. Thì ngày xưa em học ở trường cũ của em á, thì khi mà vào trường cùng cái ngành của mình á, thì có rất là nhiều bạn muốn chuyển sang những ngành khác hot hơn, cao điểm cao hơn, hoặc là ngành đấy phù hợp hơn, lúc đấy mới nhận ra. Nhưng thực ra là ở trường công rất khó, em phải chia sẻ, gần như không có cơ hội. Và nếu như muốn chọn lại ngành là phải thi lại đại học, là gần như là những bạn nào muốn thi đại học là phải ôm sách, ôm vở để chuyển ngành, tức là ôm sách ôm vở từ quê lên, tất cả những gì mà tài liệu cấp 3 là phải mang theo lên đại học để ôn thi. Và sau đấy thì các bạn sẽ thi lại vào cái ngành khác, hoặc là thi lại vào cái ngành bạn ấy đam mê, bạn ấy thích. Cho nên là rất là mất thời gian, rất tốn thời gian. Vâng. Đây là cái này mình cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm, cũng hơi giống Sơn Lâm một tí. Bởi vì ngày xưa khi đi học ở Mỹ, mình là từ bé là thích lập trình. Lập trình từ cấp 2, cấp 3 cũng đã lên mạng làm freelance kiếm tiền rồi. Thế xong đến lúc mà đi đại học ấy, thì bố rất khuyến khích con học lập trình. Mình rất đam mê, tức là mấy cái yếu tố mà Thúy vừa nói đến ấy, là mình đầy đủ, hội tụ. Tức là gì? Vừa đam mê này, mà mình cảm thấy là mình cũng giỏi ngành đấy này. Và rõ ràng lập trình thì cơ hội việc làm rất tốt. Thế hồi đấy là xin sang bên Mỹ là học Đại học Washington, vì cái thành phố đấy là thủ phủ của Microsoft, tức là ở bang Washington. Đây là định hướng rất rõ ràng, học xong là xin Microsoft làm, đúng là dream job. Thế nhưng mà sao lại bẻ lái? Lý tưởng thế thì đấy, thì phải nói là cái việc mà đam mê lập trình tự với cái việc mà đi làm thuê lập trình mà khác nhau rất nhiều. Khi mình đam mê là gì? Mình thích viết game, mình viết game. Mình thích làm trang web, mình làm trang web. Nhưng còn đến khi mình đi làm sếp mình không có chỉ. Chính xác. Ông bảo mày viết cái này đi, viết cái này. Đến khi mà vào trường năm đầu tiên đi học, thì thứ nhất là giải những bài toán mình không thích. Cái thứ hai là cái môi trường ngồi mình, ví dụ anh em mình làm ở nhà chẳng hạn, mình thích đứng dậy chơi game ABCD. Đây mình cảm giác là chưa được cả cuộc đời bây giờ chỉ có ngồi máy tính không. Thì không chịu được. Thế thì may mắn một cái ở bên Mỹ là hết năm thứ hai họ mới bảo là phải chọn ngành. Tức là 2 năm đầu cho ông học thoải mái. Trải nghiệm thoải mái. Trải nghiệm thoải mái. Ông có 80 tín chỉ, ông học tất cả các môn. Trong đó là chia ra từng ngành. Thì mình đi học này, lập trình này, học về nghiên cứu khủng long này, học về nói chung đồ họa các loại. Và nhận ra là không làm lập trình được. Thì lúc đấy mới chuyển. Thì cũng giống như là Sơn Lâm thì mình sớm hơn mấy năm thôi. Nhưng mà may mắn là chuyển sang được ngành quản trị kinh doanh. Thế thì cái đấy mới là cái mà câu hỏi dành cho chị Hương. Tức là ví dụ một trường hợp như mình ở Đại Nam thì xử lý thế nào? Có chuyển ngành được không? Có chuyển một cách đột ngột từ đang là công nghệ thông tin mà sang quản trị kinh doanh được không? Thực ra là câu hỏi của anh Đắc Lâm ấy thì là Đại Nam gặp thường xuyên. Có nghĩa là khi mà các bạn ấy vào một trường Đại học Đại Nam thì cũng quay lại cái vấn đề là năng lực, sở trường, rồi sở thích và đam mê. Thì có những bạn là đôi khi chỉ nhìn thấy là ngành công nghệ thông tin á, rất là hot, rất là được có vẻ là đàn ông con trai cái ngành này nó sẽ rất là phù hợp với khối ngành kỹ thuật. Nhưng khi vào rồi thì mới thấy rằng là nó quá sức đối với mình, với những môn toán, với những cái lập trình. Thì như cô Thúy có cái trao đổi và chia sẻ của cái ban đầu đó, thì nhà trường cũng có cái tư vấn và có cái hỗ trợ trò để cho chuyển sang một cái ngành nghề mà các bạn ấy thấy phù hợp nhất với cái thời điểm mà các bạn ấy đang mong muốn. Vì khi mà nhà trường làm được như vậy thì là thực ra là tất cả các bên đều rất là có lợi. Các bạn ấy cũng là không phải mất quá nhiều thời gian cho một ngành nghề mà mình đang không có năng lực và đam mê.
gia đình thì cũng không mất là cái chi phí, cái học phí để phải chi trả cho những cái mà hoàn toàn không đạt mục tiêu. Và nếu nói về xã hội nữa thì nguồn lực của xã hội cũng sẽ rất là được tiết kiệm. Và các bạn ấy không cảm thấy phí khi mà mình không lạc đường ấy, không lạc đường. Thì ở Đại học Đại Nam thì hỗ trợ các bạn ấy về cái đấy đó rất là nhiều. Có một cái tiêu chuẩn là phải có một cái tiêu chuẩn, tiêu chí nào đấy để được đổi chuyển chứ đúng không ạ? Đúng rồi. Thực ra các trường công ấy, thì khó hơn một chút là khi mà mọi người chọn điểm chuẩn của cái đầu vào là khác nhau. Thì khi mà đã vào của một ngành rồi thì xoay ngược lại cái ngành cao, thậm chí là người ta cũng không muốn, cái thứ nhất là người ta cũng không muốn xáo trộn của cái gọi là công việc hành chính. Cái thứ hai là cũng một cái nữa là cái rào cản của cái điểm chuẩn, thì cái thang ly kết của các cái điểm của cái đầu vào. Thì ở Đại Nam hiện nay là các cái khối ngành kinh tế, khối ngành kỹ thuật là cái mức đầu vào cũng là đang tương đối là đều nhau. Thì vì thế nên là các bạn ấy hoàn toàn có thể gọi là tính lọng đấy, để chuyển đổi từ ngành nọ sang ngành kia cũng sẽ rất là thuận lợi. Chỉ trừ khối ngành sức khỏe, nhưng trừ khối ngành sức khỏe là có cái gọi là cái ngưỡng đảm bảo chất lượng của đầu vào. Nếu như các bạn ấy không đảm bảo được cái ngưỡng chất lượng đầu vào thì các bạn ấy cũng không chuyển qua được của khối ngành sức khỏe. Còn các ngành của khối ngành sức khỏe để rơi vào của các ngành khác thì hoàn toàn trong tầm tay. Tỷ lệ mà sinh viên đổi ngành cao? Thực ra con số là cũng phải tầm 10%. Tầm 10% của các bạn ấy đang không được định hướng tốt, mà có cái gọi là học theo trào lưu, học theo cảm tính, học theo cái hot trend, học theo bố mẹ bắt phải học ngành đấy để sau này xin việc cho nó dễ. Thì khi mà vào rồi thì các bạn ấy mới thấy rằng là đấy, năng lực sở trường và không phù hợp. Anh Đăng Lâm nghĩ sao nếu như mà những cái bạn học trái ngành trái nghề ấy, sau này mà vào anh có với vai trò là một doanh nghiệp ấy, thì anh cứ tuyển dụng những cái bạn mà trái ngành trái nghề đó, thì anh thấy rằng là những cái bạn đó thì có cái đặc điểm không? Đầu tiên hỏi là anh có tuyển không? Anh có tuyển không? Không đúng có chứ. Anh nghĩ là mình nghĩ là cái đấy là bình thường ngoài những cái lĩnh vực kỹ thuật. À vâng. Ví dụ như lập trình viên. Dạ. Kế toán thì đương nhiên các bạn phải có cái kỹ năng đấy rồi, không thể trái ngành được. Còn cơ bản những ngành khác với sinh viên mới ra trường gần như là đào tạo là hết từ đầu. Cho nên là cái học cái gì thì nó cũng chỉ là một cái nền tảng thôi, đúng chứ, nó nền tảng thôi. Và thực ra nhiều khi người ta nói là cái việc anh học xong đại học ấy nó chứng minh được rằng anh có thể dành 4 năm làm việc nghiêm túc, tức là anh có những cái kỹ năng để làm việc nghiêm túc, chứ không nhất thiết là những cái gì anh học anh mang vào để áp dụng được. Bởi vì phải nói thực sự là đa phần những cái kiến thức như mình ngày xưa học đại học xong, đến lúc mà vào công ty đi làm cũng không áp dụng được mấy. Mình phải tự nỗ lực học lại từ đầu rất nhiều. Chính xác, bởi vì như này, đây nói vui thôi. Thực ra nhiều khi anh em mình học là học để thi thôi. Thi xong phát bước ra khỏi phòng thi thì chả nhớ gì cả. Đúng, cái không áp dụng coi đầu óc là trống rỗng luôn. Cho nên là nói thật là nhiều khi những cái môn học đấy chưa chắc là mình đã nhớ được. Thành ra là các bạn sinh viên ra trường cũng thế thôi. Nhiều khi học cái ngành đấy quản trị kinh doanh xong và vào hỏi thì chả nhớ gì. Nhưng cái quan trọng nhất là cái kỹ năng. Thì đấy là cái mà trường Đại học Đại Nam cũng tập trung nhiều đúng không? Hình như là bạn Thúy là tập trung dạy là trưởng khoa đào tạo phát triển kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm. Tức là đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam có hẳn một khoa gọi là khoa đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên. Tức là những kỹ năng cần thiết cho các bạn học ở đại học và đặc biệt là sau này ra trường để làm việc với doanh nghiệp. Ví dụ là gì? Ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc phối hợp với những người đồng đội, kỹ năng lập kế hoạch cá nhân và quản lý thời gian, kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng học đại học, đó, rồi là các kỹ năng liên quan đến cái việc mà sau này các bạn đi làm. Tóm lại là doanh nghiệp cần cái gì thì nhà trường sẽ đào tạo được cái đó. Tất cả những kỹ năng này thì đều được khảo sát qua ý kiến của tất cả những cái doanh nghiệp đại diện cho các cái lĩnh vực ngành nghề, để xem là lĩnh vực ngành nghề này thì cần phải có những kỹ năng gì để đi làm. Đó, doanh nghiệp yêu cầu cái gì, thị trường như thế nào thì lúc đấy nhà trường bắt đầu về xây dựng chương trình đào tạo. Và xây dựng chương trình đào tạo để gắn liền cầm tay chỉ việc, không phải là như những đơn vị khác là chỉ có dạy lý thuyết cho các bạn trên trường là giao tiếp là gì, thuyết trình là gì, làm việc nhóm là gì. Mà các bạn được là học lý thuyết một phần rất nhỏ thôi, nhưng cái quan trọng nhất là các bạn ấy được thực hành thời lượng thực hành rất nhiều ở trên trường. Các bạn ấy được thực hành làm việc nhóm như nào, làm các dự án luôn, vào dự án làm luôn. Các bạn phải làm một bộ phim hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, cả một cái nhóm chỉ 5-6 người thôi,
quay một dự án như vậy luôn để làm việc nhóm, giao tiếp như thế nào với các bạn trong nhóm, giao tiếp thế nào với các thầy cô. Và có lẽ một điều rất đặc biệt, hôm nay có khi anh Sơn Lâm với cả anh Đăng Lâm đến đây thì cũng sẽ thấy rằng là các bạn sinh viên ở Đại Nam ấy, có thái độ rất tốt. Các anh không cần biết các anh là ai, có thể là các anh vì các anh nổi tiếng một chút các bạn đi biết nhiều hơn, nhưng kể cả những người khách ở bên ngoài vào thì đối với sinh viên trường Đại học Đại Nam lúc nào cũng chào hỏi rất niềm nở, rất thân thiện. Và điều này để lại đối với tất cả những cái doanh nghiệp mà đã từng kết nối với trường Đại học Đại Nam hay là bất kỳ khách mời của ai đó vào trường Đại học Đại Nam thì rất ấn tượng với điều này sinh viên. Theo cái công nhận, tại vì mình cũng có tuyển một vài bạn sinh viên Đại Nam. Thì trước đây ở công ty, lúc mà công ty còn bé thì mình hay có cái tiết mục, tức là sáng thứ hai là họp toàn bộ công ty. Vâng. Thế xong thì những bạn mới vào ấy thì sẽ có trách nhiệm là giới thiệu bản thân. Đó thì mình mới thấy là từ hồi đấy, là cách đây khoảng 6-7 năm rồi, là các sinh viên Đại Nam vào là rất tự tin. Tóm lại là đứng ra nói mạch lạc, rõ ràng. Đấy, em tên gì như nào? Anh Lâm, em tốt nghiệp Đại Nam đấy. Đấy thì ông nói rõ luôn, tức là rất là cái tinh thần chủ động. Tinh thần chủ động thì mình thấy là đúng cái đấy là Đại Nam đang làm rất là tốt. Dạ vâng. Ở bình thường ở trên lớp ấy, tất cả các bạn đi học ấy, thì đều có một cái bài đầu tiên các bạn học kỹ năng mềm ngay thì đi vào trường luôn, đã được xóa bỏ tất cả rào cản với tất cả những bạn trong lớp. Nếu như không biết ngày xưa các anh chị đi học như thế nào, nhưng mà khi ngày xưa đi học với em thì là mất phải một kỳ đầu hoặc là một năm đầu để làm quen với tất cả các bạn và sẵn sàng mở lòng mình để dám đứng nói trước lớp. Nhưng mà với sinh viên Đại Nam thì ngay từ kỳ học đầu tiên, bắt đầu những ngày đầu tiên bước chân vào trường, tuần đầu tiên, các bạn được xóa bỏ bản thân mình giống như anh Lâm vừa chia sẻ. À, các bạn được đứng lên để giới thiệu bản thân, nhưng mà đương nhiên khi mới vào trường chỉ là em tên là gì, em quê ở đâu, sinh năm bao nhiêu, hết rất run. Nhưng mà thầy cô bảo là tôi cho anh đúng 3 phút đến 5 phút để giới thiệu bản thân mình, phải nói đủ cái số phút đấy thì các bạn mới đấy, thì các bạn phải bắt đầu tư duy, phải nghĩ, ép các bạn đi vào, gò các bạn vào để các bạn ấy trưởng thành nhanh. Và cái kỹ năng là cái thứ đầu tiên để giúp các bạn ấy có thể sống và tồn tại, là kỹ năng thích nghi với môi trường sống. Em nghĩ rằng đôi khi cái đấy nó nói này không biết là có đúng hay không, nhưng mà đôi khi em thấy cái việc những cái kỹ năng như mà chúng ta đang nói đây, nó là cái quan trọng gần như nhất luôn trong một môi trường, đặc biệt là môi trường mới, môi trường làm việc, đúng, doanh nghiệp. Anh đúng rồi, có đồng ý việc đấy không? Có thể nhá, cái kỹ năng đúng chuyên môn của người ta không tốt, nhưng mà đúng, khi mà người ta chủ động ấy, đúng, thì tự nhiên mình tin rằng là người này sẽ làm được cái việc đấy, vì người ta sẽ tự học được. Đúng, chính xác. Từ một trong những cái kỹ năng mình thấy bây giờ quan trọng nhất ở doanh nghiệp là thực ra cái kỹ năng làm việc nhóm. Vâng. Nên tại sao ví dụ như ngày xưa ở bên Mỹ khi họ xét tuyển ấy, thì họ lại rất thích những người mà chơi thể thao. Tức là Mỹ họ xét tuyển thường là tổng thể, vấn đề điểm nó chỉ là một phần thôi. Anh phải viết essay, anh phải thuyết trình, anh phải trình bày là anh tham gia những hoạt động ngoại khóa và cái kỹ năng về lãnh đạo. Thì mình thấy là trong công ty những cái mâu thuẫn hay xảy ra nhất, tức là những cái nhân sự mà hay gây cho đau đầu nhất là những người không làm việc nhóm được. Mặc dù rất giỏi, hồ sơ rất đẹp, lương vào 4-5 nghìn đô cũng có, nhưng các bạn ấy không làm việc nhóm được, không phối hợp được những phòng ban khác. Và nhiều khi bạn ấy chỉ nghĩ là phòng của tôi làm đúng nhiệm vụ của tôi thôi. Nhưng cái đấy là nó giết chết doanh nghiệp, bởi vì tự nhiên bạn tạo ra một cái khối riêng của bạn, bạn không hợp tác với người khác được. Lô cốt riêng đấy. Cho nên là đúng như bạn Sơn Lâm nói, là những cái kỹ năng mới là cái quan trọng. Và nhiều khi nhá, như mình ở đây, một trong những nhân sự mà mình cảm thấy là gọi là đang là giá trị nhất nhì ở công ty là chị phó tổng, với chị phụ trách về vận hành và sale. Nhưng thực ra chị là từ nhân sự, đầu tiên vào công ty là chị làm giám đốc nhân sự. Thế thì từ lúc mà làm giám đốc nhân sự thì mới bảo là bây giờ phải đi tuyển đội ngũ sale. Thì hai chị em coi như 2 năm trời là máy xay cối tuyển khoảng 10 giám đốc sale, không ai làm được. Đến rồi đi. Vì người thì nói chung đấy, kỹ năng nhóm là một chuyện này, người thì nói chung là chịu áp lực thấy khó và là bỏ cuộc. Thế là về cái sau chị đi là... đến chị bảo thôi sếp ơi, để chị thử. Thế là thử xong thế nào bây giờ xuất sắc đấy, tức là người ta có cái kỹ năng đầu tiên là kỹ năng giao tiếp, nhưng cái thứ hai là tự học. Chính xác, tự học. Và khi tự học với thực ra sale thì đa phần như mình vừa nói, ngoài những vấn đề kỹ thuật như của Sơn Lâm ra bị hóa dầu thôi bó tay rồi, anh em mình phải hóa ra. Nhưng mà ví dụ như là sale này, hay là làm phát triển thị trường này, hay marketing này, hay là quản lý đối tác hay gì đấy, những cái đấy đều là kỹ năng hết, đều có thể học được. Cho nên là nếu mà chương trình Đào Đại Nam mà dạy những kỹ năng như thế, mình nghĩ là đấy là một trong những cái mà các em sinh viên cũng phải cân nhắc rất kỹ trong cái việc mà lựa chọn cái ngành nghề. Ngoài ngành nghề ra thì
em phải tự phát triển bản thân. Vâng. Cái biên độ áp dụng của nó sẽ lớn và cái tính thực chiến của nó em nghĩ là nó cao. Thế thì theo như anh Lâm chia sẻ như vậy, các hai Lâm, Song Lâm chia sẻ thì theo các anh á, thì cái việc mà thời gian đào tạo ở trường đại học á, có nên là kéo dài hay không? Liệu cái thời gian kéo dài đấy nó có tốt cho các bạn hơn không? Hay là mình nên rút ngắn ra để cho các bạn có cơ hội nghề nghiệp ra trường tìm kiếm được việc làm sớm hơn chẳng hạn? Quan điểm cá nhân em ấy thì là va chạm với nghề thật, việc thật càng sớm càng tốt. Nên thế. Thì một là mình cũng thấy rằng là mình có hợp với nó đến đâu hay không. Rồi hai nữa là sẽ có những cái mà mình không thể lường trước được xem là nó thực sự nó là như thế nào. Chứ có rất nhiều người bây giờ ôi thích MC lắm, thích biên tập viên truyền hình lắm, nhưng mà thử vào thực tập một tháng thôi là thấy câu chuyện nó khác hẳn luôn. Áp lực. Tại vì đây 11:15 của em lên hình trực tiếp trên sóng VTV1 chuyển động 24 giờ chẳng hạn. Nhưng mà trước đấy chẳng hạn tầm 10:30 vẫn đang phải ngồi viết một cái gì đấy mà nó chưa thành hình. Thì thử hỏi có chịu được không? Chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi để duyệt tất cả mọi thứ. Ví dụ như thế, hay là cả đêm hôm trước phải thức để trưa hôm sau lên nói 5 phút. Và trước đấy còn là bao nhiêu khâu duyệt trước nữa, tại vì mỗi lời mình nói ra nó phải có cái tính chính xác ở đấy. Rồi là không chỉ là lên nói, không chỉ là lên đọc lại những cái thứ khác mà người khác viết, mà mình còn phải nghĩ ra thứ mà mình nói, rồi mình phải đi ra ngoài hiện trường để mình nhặt những thứ để mình có thể nói, trộn nó vào với nhau. Tức là họ chưa thể tưởng tượng được hết những thứ mà thực sự một người nhà báo, phóng viên, biên tập viên phải làm. Tức là cái mà người nhìn thấy là chỉ là cái sản phẩm cuối cùng. Ôi thích quá. Quá trình để xây dựng nó gian nan vất vả như nào thì mọi người không thấy. Ví dụ mọi người nhìn là một người doanh nhân chẳng hạn, thế là thấy ôi xe xịn xe xịn, ôi đánh quốc, ôi doanh nhân này kia. Nhưng không, đúng không? Nếu như mà nói một câu chuyện về kiểu cuộc đời doanh nhân và đằng sau đấy là những cái gì, em nghĩ là phải tầm 4-5 tập như này chưa hết. Một mình anh solo. Đúng rồi, cái đấy Sơn Lâm nói chuẩn. Tức là nhìn ông MC thì ai cũng sẽ thích. Nhìn là coi như cái sản phẩm cuối cùng ông lên, ông trình bày, ông nói lưu loát hay. Thế nhưng mà vấn đề là để ông xây dựng được một cái phóng sự thế, ông mất bao nhiêu thời gian? Đây, ba cái tóc đây. Tức là các bạn ấy nên được ra trường sớm, va chạm và trải nghiệm, đúng không ạ? Chị Hương có thể chia sẻ thêm vấn đề này chia sẻ thêm này một chút là bắt đầu từ cái năm học của 23-24 này thì Đại học Đại Nam có thể nói là một cuộc cách mạng trong đào tạo. Cái cuộc cách mạng này là như cô Thúy có cái trao đổi ấy, là tất cả các ngành ở Đại Nam đều rút ngắn là 6 tháng cho đến 1 năm. Trước đây thì chúng ta đều nhìn thấy các cái khối kinh tế hay là khối bên xã hội thì đều học là 4 năm. Khối kỹ thuật là 5 năm. Thì hiện nay Đại học Đại Nam trong cái năm học mới là khối kinh tế là học 3 năm. 3 năm nhưng mà hoàn toàn chúng tôi không có là giảm chất lượng, mà chúng ta sẽ học những cái cốt lõi, những cái ứng dụng mà như hai thực chiến. Đúng rồi, như hai diễn giả vừa chia sẻ. Có nghĩa là chúng ta sẽ học những cái cốt lõi mà sinh viên có thể ra ở thị trường lao động là có thể làm được ngay. Mà lúc này anh Đắc Lâm có nói ấy, là để làm nào để doanh nghiệp không phải đào tạo lại. Thì đấy là vì là giờ 4.0, ChatGPT, tất cả mọi cái nó rất là nhanh. Và khi mà bị trễ về cái thời gian thì cơ hội của cá nhân đấy cũng rất là thiệt thòi. Và nếu như khi các bạn ấy học 3 năm, thực ra ở Việt Nam thì hơi lạ, chứ còn ở các nước á, là đều học đại học 3 năm mà. Nhưng không có vì thế mà các nước khác họ nghèo hơn Việt Nam mà. Cũng không phải cá nhân đó vì thế để kém hơn sinh viên Việt Nam. Và khi Đại Nam cũng là, tôi cũng tin là một trong những trường đại học có thể nói là tiên phong. Và người học cũng sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Khi mà tiết kiệm được một năm học này, học phí này, thuê nhà này, rồi gia nhập vào thị trường lao động sớm được một năm, thì cái chi phí cơ hội cho chính cá nhân đó và gia đình cũng sẽ rất là lớn. Và nó và tôi cũng tin là đây cũng là một cái điểm sáng và một cái điểm khác biệt của Đại học Đại Nam để tạo lên được cái giá trị gia tăng cho người học trong chọn trường và trong chọn nghề. Lúc này thì các diễn giả đều có nói là chọn nghề là từ những cái tiêu chí như thế nào. Nhưng mà khi mà sinh viên bước đầu tiên là chọn nghề thì cái bước thứ hai là chọn trường cũng rất là quan trọng. Bởi vì là khi mà các bạn thí sinh mà chọn được một trường thì có nghĩa là chọn một cái môi trường học tập tốt, chọn một đội ngũ tốt, chọn cơ sở vật chất tốt. Và chính những cái yếu tố đó thì nó cũng đảm bảo cho được là có thể nói là một cái hạt giống tốt ấy, thì phải được gieo mầm lên một mảnh đất tốt. Và khi mà gieo mầm lên một mảnh đất tốt thì nó cũng sẽ đảm bảo được
là cái cây đấy sẽ đơm hoa kết trái tốt. Thì đấy cũng là cái lý do mà khi chọn ngành đúng rồi, tốt rồi, thì chọn một cái ngôi trường để học tốt, cái điều này cũng rất là quan trọng. Chắc như anh Đắc Lâm tuyển dụng rất là nhiều rồi, và có thể là sau khi mình tuyển về là phải đào tạo lại thì người ta thực sự là người được việc. Thì nếu như mà có một cái gợi ý gì đấy dành cho các trường đại học, các cơ sở đào tạo nói chung nhé, để tạo ra cái nguồn lực lao động để mình có thể tuyển chọn ấy, thì anh sẽ gợi ý gì cho các trường để làm cho cái công việc tuyển chọn của mình nó trở nên hiệu quả hơn, chất lượng hơn, dễ dàng hơn? Thì cũng như mình vừa nói, đương nhiên cái kỹ năng mềm mà Thúy đang dạy thì là cái yếu tố gọi là yếu tố then chốt cho một nhân viên khi vào. Tại vì nếu không có những kỹ năng đấy, không muốn đào tạo luôn. Nói thật, đây là vào đến công ty 1 tháng hoặc 2 tháng thử việc. Nếu như những kỹ năng làm việc nhóm hay những kỹ năng mà giao tiếp hay kỹ năng mềm cơ bản mà các em đã kém ấy, thì doanh nghiệp thực sự là không muốn đầu tư thời gian nữa rồi. Tại vì cái đấy nó là cái quá trình thời gian rất lâu em mới có thể có được những kỹ năng đấy. Nó phải là 1 năm, 2 năm, 3 năm. Làm lại. Thành kỹ năng. Cũng như là bạn Sơn Lâm, mình nói nhiều, bắt đầu mình quen rồi, bắt đầu thành ra nó mượt. Chuyên nghiệp được. Chuyên nghiệp. Chứ bây giờ bảo là ngay năm đầu tiên ông đang học hóa dầu, tôi bách một phát ông vào studio VTV, chắc chắn là ông vấp gãy luôn, gãy luôn. Chắc chắn là phải gãy ngay. Và có khi phải gãy nhiều lần, bắt đầu về sau nó mới mượt được. Đúng, thì thì với doanh nghiệp mình cũng thế thôi. Ví dụ như bây giờ bảo là em chưa kỹ năng mềm, hay là vào doanh nghiệp đào tạo, nói thật không có thời gian đào tạo. Nhiều khi mình còn bảo đây là ví dụ đối với nhân viên cao cấp hơn một tí, các bạn đến phỏng vấn các bạn bảo là em muốn vào doanh nghiệp để học hỏi, em bảo ở đây không phải là trường, em đừng có vào đây học hỏi. Em vào đây em anh học em thì đúng hơn, em đừng bảo em vào đây học hỏi. Đúng, tôi tuyển những người giỏi vào đây làm việc học hỏi. Chứ ví dụ bây giờ vào mà lại kỹ năng mềm không có, xong rồi kỹ năng làm việc nhóm không có, kỹ năng giao tiếp không có, cái cơ bản nhất soạn cái mail mà còn không biết cách làm phông, biết thế nào, thì nói thật là trừ phi là ông rất xuất sắc, tức là phải là một cái nhân tài gì đấy để tôi bỏ thời gian vào, còn nếu không thì tôi 2 tháng thử việc là goodbye. Đấy, thành ra là cái mà như lúc nãy chị Hương nói về cái việc mà học 3 năm ấy, thì mình thấy cái đấy rất hay, bởi vì như này, mình học Mỹ 4 năm. Trong khi cái thằng bằng tuổi mình, nó sang Anh học 3 năm. Đúng rồi. 2 thằng đi ra trường, cơ bản kiến thức như nhau. Không khác gì nhau cả. Nhưng nó về sớm 1 năm, tức là nó về 2006. Thì cái năm 2006 là năm mà cả thị trường chứng khoán đi lên. Nó kiếm không biết bao tiền. Mình về 2007. Vẫn đang học. Mình đang học. Xong đến khi mình về năm 2007, là thị trường nó sụp mất rồi. Mình mất rất nhiều cơ hội. Cho nên mình nói là nếu mà rút được 1 năm, nó quý báu vô cùng. Nhiều khi cái cơ hội của mình nó nhiều hơn. Và nếu như không có cơ hội thì mình vẫn còn 1 năm đấy để mình có thể đi tìm việc làm cũng được. Nhưng nói chung mình nghĩ là nếu rút được 1 năm thì là cực kỳ giá trị. Đó, thì nếu mà Đại học Đại Nam mà làm, tất nhiên là với cái khối mà mình nghĩ là sức khỏe với lại kỹ thuật thì khó để rút. Nhưng mà nếu chuyên sâu đúng không ạ? Chuyên sâu quá. Có rút nửa năm. Vâng, đấy. Trường y. Thì nói chung cơ bản trường y thì ở nước ngoài cũng vậy thôi, học mấy năm, nhưng cái chính là cái năm mà ông thực tập bệnh viện mới là năm quan trọng, chứ còn kiến thức thì học mãi cũng chỉ thế thôi. Thế nên ra nếu như mà Đại Nam rút được cái năm học xuống 3 năm hoặc là xuống 3 năm rưỡi thì đấy là mình nghĩ cái thời gian này rất là quý báu. Vâng. Thực ra cũng chia sẻ với các anh nữa là cái việc mà rút ngắn thời gian đấy, bởi vì thực ra em quan điểm là em làm việc với sinh viên thì rất nhiều, các bạn rất rảnh, có rất nhiều thời gian. Riêng cái việc mà học cấp 3 có cái sự chênh lệch so với học đại học ở chỗ là cái thời gian của các bạn học đại học ngắn hơn rất nhiều, có nghĩa là các bạn ít phải lên trường hơn, các bạn có thời gian nghỉ hè nhiều hơn. Vậy thì thay việc là chúng ta nghỉ hè chúng ta vui chơi, chúng ta sẽ dành cái thời gian đó để học. Và chính vì vậy cho nên là trường Đại học Đại Nam ngày xưa cũng giống như tất cả các trường đại học khác là 2 kỳ, có 1 kỳ nghỉ hè, các bạn ăn chơi xả láng nọ kia. Nhưng bây giờ là chúng tôi sẽ học là 3 kỳ, tức là học cả cái kỳ hè nữa, thì tăng cường độ lên. Tức là mình không bị giảm cái chất lượng đào tạo, mình cũng không bị giảm quá nhiều tín chỉ. Nén lại. Mình vẫn nén lại thôi. Và các bạn thế còn thời gian chơi ở đâu? Tức là bây giờ là thời gian chơi thì cái này do các bạn sắp xếp thời gian thôi. Nhưng mà thế thì hè được nghỉ mấy tháng? Bây giờ nếu như theo chương trình đào tạo mới thì 6 tuần cũng là nhiều mà. 6 tuần thôi. Tháng rưỡi. Thế là cũng nhiều rồi. Vâng. Tức là mình bớt cái khoảng thời gian trống đấy đi. Bởi vì thực ra theo em nghĩ rằng là mình càng ra sớm, mình càng đối mặt với xã hội sớm, mình càng lao vào công việc sớm, mình sẽ trưởng thành rất là nhanh.
Và cái quan trọng nhất mình có cái môi trường mình chịu sức ép. Thì mình ngày xưa học Mỹ 4 năm mà nghỉ hè cũng chỉ được khoảng 8 tuần thôi. Cho nên cũng không ít hơn mấy. Đúng không? Thế hỏi em muốn hỏi chị Hương là nếu bây giờ chương trình học 3 năm rưỡi thì bình thường ra tốt nghiệp là hè đúng không? Thì bây giờ thì tốt nghiệp tháng mấy? Là cứ tròn vuông thì nó sẽ là vào của cái kỳ hè. Còn nếu như thêm 6 tháng thì nó sẽ vào kỳ thu. Có nghĩa là vào tháng 12. Tức là nếu với chương trình bây giờ mình rút ngắn 6 tháng thì các bạn sẽ tốt nghiệp tháng 12. Đúng rồi. Thì thực ra đấy cũng là một cái lợi thế rất lớn nhá. Đối với các bạn đi xin việc. Tuyển dụng. Bởi vì trong cái giai đoạn tuyển dụng ấy, trước tết là khó khăn nhất. Nghỉ việc hết đúng không? Trước tết là một là có nhiều nhân sự chờ qua Tết nhận thưởng trong nghỉ việc. Hai là chẳng may mà muốn tuyển trước Tết là gần như không tuyển được. Bởi vì chính những nhân sự các công ty khác họ đang đợi. Đang chờ. Cho nên nếu như bây giờ mà sinh viên lại ra trường được vào tháng 12 thì là một lợi thế cực kỳ lớn. Bởi vì đi xin việc vào cái giai đoạn mà thứ nhất là người ta cần, thứ hai cạnh tranh ít. Đúng rồi. Bởi vì nhẽ ra ông tốt nghiệp vào hè là ông có cả một cái lớp sinh viên đấy tốt đúng nghiệp rồi. Và ao đi xin ao, việc. Ao ao. Còn bây giờ ông ra tháng 12 là một mình một chợ. Nên thực ra với những doanh nghiệp của mình phải chia sẻ với các bạn là ngày xưa khi khởi nghiệp ấy là mình thành lập công ty là vào tháng 11 năm 2014. Hồi đấy là lại mượn một cái phòng lớp học ở Vũ Trọng Phụng ấy, với trường của Đại Nam của Vũ Trọng Phụng. Thì mượn cái lớp học trên tầng 2 thì bên cạnh thì lại là cái nhà vệ sinh của sinh viên. Cho nên là khi đi tuyển dụng vừa là văn phòng xấu nhưng vừa là trước Tết. Cực kỳ khó tuyển. Cái chất lượng của những nhân sự mà đã đi tuyển dụng trước Tết ấy, Cái tầm đấy là nó là cơ nhỡ lắm rồi. Nó thật là rất cơ nhỡ rồi. Một là tức là chắc bạn này cả năm đi xin việc không được. Hai là có một cái vấn đề gì rất lớn là công ty bắt buộc phải nghỉ trước Tết. Không thể đợi sau Tết. Không thể đợi được. Cho nên là phải nói là cái chất lượng nhân sự của mình tuyển dụng những cái năm mà vừa đi mới đi khởi nghiệp nó cực kỳ khó khăn. Thế đâm ra nếu mà Đại Nam bây giờ mà làm được là tốt nghiệp trước Tết ấy, đấy là cái tuyệt vời. Có thể đi xin việc và nếu không ít nhất là có thời gian ăn Tết xong đi làm. Lúc đấy là cái khí thế đúng không? Học 3 năm rưỡi đại học xong là về quê ăn Tết, ăn Tết xong lên đi tìm việc làm là đúng cái lúc mà các doanh nghiệp đi tuyển dụng ồ ạt nhiều nhất, cũng là một lợi thế rất lớn. Quá hợp lý. Đấy là những ngành nào chị Hương là có những là 3 năm rưỡi? Hiện nay là khối ngôn ngữ đang là 3 năm rưỡi. Vâng. Và khối kỹ thuật thì là công nghệ thông tin cũng 3 năm rưỡi. Khối ngôn ngữ là 3 năm rưỡi. Khối kinh tế thì 3 năm. Là 3 năm, tất cả khối kinh tế là 3 năm. Kinh tế, xã hội, nhân văn 3 năm cả đúng không chị? Đúng rồi, xã hội, nhân văn 3 năm. Thế thì nói về cái chọn nghề nghiệp nhé. Thúy có tư vấn cho các bạn sinh viên là nếu như em không chọn được ngành nào thì nên chọn ngôn ngữ không? Cái vấn đề này thì đúng là rất là nhiều bạn và cũng rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về việc là nếu như không được chọn ngành nào thì có nên chọn ngôn ngữ hay không. Cái này là một câu hỏi rất là lớn đối với các bạn ấy. Chính là câu em đang định hỏi tiếp đấy. Là bây giờ với những ai mà chưa định hướng được đúng không, thì bây giờ phải có một cái đến lúc chọn là phải chọn rồi, thì nên chọn cái gì? Thực mà ra cái tính nếu mà ứng dụng ngôn ngữ thì nó lại có một cái gọi là tố chất rất là quan trọng. Bạn có thực sự giỏi, có những người rất là cố gắng trong việc học ngoại ngữ ấy, nhưng mà rất là không phù hợp. Đặc biệt là ví dụ như rất nhiều bạn thích ngành ngôn ngữ Anh chẳng hạn. Nhưng mà nếu như bạn thực sự trong suốt cả 12 năm bạn học ở cấp 3 ở trung phổ thông rồi, bạn không giỏi ngôn ngữ Anh mà bạn bây giờ cố đấm ăn xôi bạn vào học ngành ngôn ngữ Anh ấy, thì thực ra cái ngành ngôn ngữ ấy, nó là một cái ngành mà nó thể hiện rất rõ cái sự giỏi hay là kém. Bởi vì các bạn phải nghe, phải nói, phải đọc, phải viết. Và cái đấy nó thể hiện ra show off ra tất cả mọi người, chúng ta đều thấy bạn nào giỏi nó thể hiện rất rõ. Cho nên là thực sự đối với ngành ngôn ngữ, nếu như các bạn chưa có một cái gọi là tố chất và khả năng của mình thì không nên học. Nhưng ngược lại lại có những ngành ngôn ngữ ạ, ví dụ như Hàn hay là Trung hay Nhật, tất cả đều bắt đầu từ con số 0. Tất cả các bạn vào học đều bắt đầu từ số 0, nó không phải là học từ phổ thông. Mà có những bạn thậm chí là khi các bạn vào ở trường Đại học Đại Nam cũng như vậy, rất nhiều bạn bắt đầu từ con số 0. Nhưng mà vào các bạn chăm chỉ các ngành ngôn ngữ thì có một đặc thù rất là quan trọng là các bạn phải rất chăm chỉ, rất kiên trì, rất chăm chỉ thì có thể học được những cái ngành mà
tiếng nó Hàn hay là Trung hay Nhật là những ngành mới đó. Thì còn việc là có học ngành ngôn ngữ hay không thì thực ra nó là một ngày câu hỏi rất là tranh cãi. Thực sự nếu như bạn học ngôn ngữ mà để bạn đi vào chuyên sâu làm về phiên dịch chẳng hạn, biên dịch chẳng hạn, hay là để bạn làm giảng viên hay là giáo viên làm sư phạm thì nó thực sự là rất phù hợp. Nhưng nếu như học ngôn ngữ chỉ là để một bạn chỉ cần có một công cụ, bạn nghĩ rằng là chỉ cần học bằng ngoại ngữ ra là dễ tìm việc, thì em cho rằng đấy là một cái sự lựa chọn rất là sai lầm. Bởi vì là thực ra nói đi nói lại thì nếu như mà bạn đang xác định như vậy thì ngoại ngữ nó chỉ là một công cụ, nó không phải là, nếu như cách bạn đang chọn ấy là nghĩ là học ngôn ngữ chỉ có cần có tiếng thôi là ra trường dễ xin việc thì bạn chỉ cần học các chứng chỉ. Nhưng ở đây nếu như bạn thực sự học chuyên sâu, bạn học về văn hóa, bạn học về con người, bạn làm trong lĩnh vực chuyên sâu thì mình nên theo ngành ngôn ngữ. Đấy là cái chia sẻ của em đối với tất cả các bạn thí sinh. Không biết là quan điểm của ba diễn giả khách mời đây thì có gì khác biệt không, chúng ta cùng thảo luận thêm. Thưa ra chị thêm một chút là như này, hiện nay thì xu hướng cũng rất là đặc biệt, đấy là các ngành ngôn ngữ ở ngay Đại học Đại Nam ấy nó rất là hot, rất là hot luôn. Và khác hơn so với ngày xưa. Trước đây thì mọi người đều nói là phải học một nghề gì đó, ngôn ngữ chỉ là một công cụ thôi. Tuy nhiên là cũng không phải đúng tuyệt đối. Bởi vì khi mà cái chương trình đào tạo ấy thì là các bạn ấy vừa có ngôn ngữ và vừa có nghề, chứ không phải là, và cũng nói là thực ra có thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời mà. Nên là ví dụ như ở Đại Nam, tiếng Trung và tiếng Hàn là rất hot. Nếu khoe thì có thể khoe là thậm chí trong khối ngôn ngữ lại là điểm sàn cao hơn các khối còn lại. Có nghĩa là cái số lượng của thí sinh đăng ký vào rất là đông. Và phải đẩy điểm sàn, điểm chuẩn cao lên, còn không là sẽ bị vượt chỉ tiêu lớn. Đấy, như thế. Thì nó cũng là tư duy từ cái gọi là mình làm ở cái chương trình đào tạo. Mình có thể làm ví dụ như là tiếng Anh thương mại. Các bạn ấy sẽ học ngôn ngữ nhưng có thêm cả nghề của thương mại, chứ mà không cần thiết phải học cả quản trị kinh doanh. Như anh Lâm học quản trị kinh doanh vì anh học ở Mỹ nên là anh giỏi tiếng Anh thì rất là bình thường. Nhưng nếu như khi mà ở trong của khối ngôn ngữ mà học ngôn ngữ Anh chẳng hạn mà lại là tiếng Anh thương mại, các bạn mà định hướng về tiếng Anh sư phạm chẳng hạn, các bạn ấy đi dạy rồi tiếng Anh du lịch chẳng hạn, thì các bạn ấy vừa có nghề và vừa có ngôn ngữ. Thì hiện nay cái cách mà làm cái chương trình đào tạo và tất cả để gọi là cho chất lượng cho khối ngôn ngữ thì nó khác với tư duy ngày xưa. Ngày xưa thì học để đi làm biên phiên dịch, nó giống như anh Lâm là sếp thì anh Lâm phải có một cô thư ký hay có một anh trợ lý nói lại lời anh. Nhưng mà thực ra bây giờ học ngôn ngữ là ra có thể làm được marketing bằng tiếng Anh, thì các bạn học ở khối ngôn ngữ cũng rất là có lợi thế, chứ không hẳn là không biết chọn nghề gì thì phải học ngôn ngữ. Cái đấy là theo cái kinh nghiệm, và khi mà tôi được làm ở trong gọi đào tạo thì tôi cũng thấy là cái sự chuyển mình rất là mạnh mẽ để nó phù hợp với cái xu hướng của thị trường. Thế ví dụ như các bạn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ thì bây giờ đa phần các bạn sẽ làm nghề gì? Đấy, như chị nói đó, là ví dụ như là tiếng Anh thì có các cái chuyên ngành. Là ví dụ như các bạn học xong các bạn có thể đi dạy, thì nó sẽ có những cái gọi là những cái học phần của bên chỗ sư phạm, giống như trường sư phạm, để các bạn ấy kỹ năng các bạn ấy đứng lớp. Ví dụ như khoa tiếng Hàn đi, thì cái tỷ lệ các bạn đi làm việc cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài thì là chia ra thế nào? Làm cái điểm hơi khác biệt so với cái khối ngôn ngữ của Đại học Đại Nam, mà so với trước kia mọi người vẫn hay nghĩ là ra để mà làm ngôn ngữ hay là nói lại lời của người khác. Thì bây giờ là của nhà trường là học ngôn ngữ nhưng có một nghề để ra các doanh nghiệp có thể làm được. Ví dụ như các doanh nghiệp Hàn Quốc chẳng hạn, hoặc là các doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài dùng tiếng Anh chẳng hạn, thì các bạn có thể ra làm được kinh tế, nhưng mà các bạn làm được bên khối ngành kinh tế là tiếng Anh thương mại, nhưng lại giỏi ngôn ngữ thì cái đấy nó rất là lợi thế, và thu nhập là thậm chí cao hơn rất là nhiều so với một người mà giỏi nghề nhưng không biết ngoại ngữ. Thì ví dụ như là bên khoa Hàn Quốc chẳng hạn, thì là các doanh nghiệp Hàn chắc là các anh chị cũng đều phải thừa nhận là cái vốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam rất là lớn, và cái nguồn khác của nhân sự cũng rất là lớn, nên là các doanh nghiệp đều có những cái cuộc làm việc chính thức đối với nhà trường để có cái đặt hàng đào tạo.
Hiện nay đang là năm thứ 3, nhưng sinh viên đã có lương từ 7 triệu đến 12 triệu. Và thậm chí là nhà trường phải có cái điều chỉnh cái chương trình đào tạo một chút để đáp ứng được các cái kỳ thực tập của các bạn, để phù hợp với cái chương trình đào tạo và cũng hỗ trợ được các bạn trong cái đáp ứng với cái nhu cầu doanh nghiệp. Thì các bạn có thể học được tiếng, các bạn học được nghề, và thực ra khi xuống doanh nghiệp thì cái mà các bạn học được lớn hơn rất nhiều so với là ở trong trường đại học dạy. Thì đấy là khi mà quá trình theo dõi là các bạn ấy trưởng thành cả ngoài kiến thức thì cái thái độ rồi kỹ năng và đặc biệt là làm team, làm nhóm là rất là tốt. Cho nên mình hơi ngạc nhiên khi lúc nãy Thúy nói là cái việc chọn ngành ngôn ngữ là hơi tranh cãi, bởi vì nếu mà nói đúng ra như doanh nghiệp của mình nhá. Dạ vâng. Giả sử khối các bạn làm B2B sale mà làm với các công ty Hàn Quốc chẳng hạn, thì nếu như bây giờ một bạn ra trường mà nói tiếng Hàn là auto là lợi thế rồi. Tức là phỏng vấn 10 bạn mà bạn nói tiếng Hàn là vâng, gần như là bạn đã chiến thắng rồi. Bởi vì tất cả cơ bản tôi phải đào tạo lại từ đầu, nhưng ông giao tiếp được. Thì mình nghĩ là cái như câu hỏi nãy Sơn Lâm nói, tức là nhỡ không chọn được ngành gì, gì thì sao, đúng không? Thì thực ra cái cảm nhận của mình vâng, là nên ngôn ngữ. Vâng. Thế và cái mà Thúy nói rất hay, tức là gì? Ví dụ tiếng Anh, ok, có những người khác người ta học 12 năm rồi, người ta hơn mình rồi. Nhưng bây giờ tôi vào tiếng Trung, tiếng Hàn, tôi với ông từ đầu. Từ đầu. Là phe coi như là chạy từ đầu luôn. Thì mà thực ra tiếng Trung có khi nó dễ hơn vì nó gần gũi với tiếng Việt. Đúng rồi. Dễ nói. Cho nên là nếu mà các bạn có thể chọn được ngành đấy, thì bây giờ như chị Hương vừa nói thì mình đang mường tượng ra, tức là như này. Ví dụ như vào đảo Đại Nam mà học được ngành ngôn ngữ là cộng thêm cái việc là ông có kỹ năng mềm và ông lại được thực tập ở doanh nghiệp, ông lại được tốt nghiệp sớm, thì mình nghĩ là quá lợi thế. Tức là với sinh viên chọn ngành như thế là rất lợi thế. Và cái Thúy nói lúc nãy về cái việc là ai giỏi ngôn ngữ thì nó thể hiện ngay. Thế tuy nhiên là thực ra nếu mà mình không quá giỏi về tính toán hay về cái gì đấy thì nên học ngôn ngữ chính xác luôn thì nó lại rất ok. Không làm được sếp thì ít nhất là kể cả làm lễ tân mà nói được tiếng Hàn hay tiếng Nhật nhé, đã là một lợi thế tuyệt vời. Và công ty Nhật bây giờ đương nhiên là người ta sẽ tuyển cô lễ tân biết tiếng Nhật. Và nếu mà như vậy chọn nghề ngôn ngữ là mình thấy cũng một lợi chọn hợp lý, đúng không ạ? Rất hay. Vâng. Thế là bây giờ trên mạng nó lại có một cái câu chuyện, một cái loạt series tranh cãi như thế này nữa, thì không biết là quan điểm của anh chị thế nào. Đấy là cũng cùng cái top những ngành đó là ngành ngôn ngữ, thì bên cạnh đó thì có một cái chia sẻ của bạn trên mạng rất nhiều video tiêu cực, đấy là top những cái bằng đại học vô dụng nhất đó chính là quản trị kinh doanh. Anh chia sẻ thế nào về lĩnh vực ngành nghề này? Rất là nhiều tranh cãi, các bạn hoang mang, rất nhiều thí sinh lựa chọn ngành học này, rất nhiều phụ huynh cũng như vậy, rất quan tâm và rất mong muốn con mình học ngành đó, nhưng mà cứ nghe trên mạng rồi là tranh cãi nhau, nào thì là học top bằng đại học vô dụng nhất, học quản trị kinh doanh là không biết làm gì, là cái gì cũng biết nhưng chẳng biết gì, giống như anh chia sẻ lúc đầu đó. Thế thì quan điểm của anh chị ở đây thế nào về ngành đó ạ? Tôi thì phải nói rõ luôn là không thể nói là vô dụng được. Bởi vì là rõ ràng có học thì có hơn. Thế không thể nói là học những ngành kia mình điểm danh ra rõ ràng nó là vô dụng, thì cái đấy hoàn toàn là những thông tin rất là tiêu cực. Và cụ thể thì trên sóng VTV chúng tôi cũng đã làm những cái phóng sự và cá nhân tôi cũng đã làm những cái suộc tin bài mà để phản bác lại cái ý kiến đấy. Thì cái này phải nói rất là rõ. Tuy nhiên ấy thì cũng phải nói thêm một cái bước nữa, đấy là học gì thì học, cho dù kể cả học những cái ngành mà đang được những cái TikToker đấy nói là vô dụng, nhưng mà nếu như mình có những cái lợi thế, những cái điểm đặc biệt của riêng mình, và kể cả những người khác đã khi mà học những cái ngành mà tạm gọi là hot đủ các thứ này kia, nhưng khi mà muốn thực sự bước chân vào thị trường lao động ấy thì vẫn phải qua một cửa, đấy là những ông doanh nghiệp đi tuyển nhân sự. Và đấy chính là những cái bộ lọc mà những người mà nhìn thấy thực sự xem là người này người kia có phù hợp với cái công việc của mình hay không. Và như là anh Đắc Lâm cũng vừa chia sẻ, người ta sẽ không chỉ nhìn vào chuyên môn, người ta sẽ không chỉ nhìn vào việc là học quản trị kinh doanh là có cái gì không, người ta sẽ nhìn vào tổng thể chung, có một cái kỹ năng mềm tốt chẳng hạn, thì rõ ràng là vẫn hoàn toàn có thể được chọn đấy chứ, và thậm chí được phát triển tốt ở nơi khác, đúng không anh? Mình nghĩ thực ra cái việc ngành nhá, ngoài cái việc là hữu dụng hay không, nó còn thể hiện ở cái đam mê của con người nữa. Tức là bạn đã chọn cái ngành đấy chứng tỏ là bạn có cái đam mê, và nếu bạn có cái đam mê thì khi bạn vào doanh nghiệp bạn làm cái lĩnh vực đấy thì khả năng bạn phát huy được nó cao hơn. Đúng như Thúy nói, một trong ba cái điểm mình cần chọn, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Thực ra nó như là một cái quả bóng tuyết ấy, nó càng lăn càng to lên ấy. Tức là ví dụ như khi mà ví dụ như bạn Sơn Lâm
bạn ấy thích làm MC. Và sau đấy bạn ấy thấy là mình lại có năng khiếu. Thì cái năng khiếu đấy nó lại làm mình thích hơn. Và cái việc thích hơn ấy lại làm mình chăm chỉ tập hơn. Mình lại càng ngày giỏi hơn. Tức là nó là một cái vòng, nó gọi là positive feedback. Tức là càng đam mê thì càng thích. Thì ví dụ chọn ngành, nó cũng thế. Đầu tiên là anh phải khả năng là anh thích đã. Khả năng anh thích anh mới học được 4 năm. Anh mới ngồi được ghế nhà trường anh học được 4 năm. Thì cái cơ hội để anh thành công trong lĩnh vực đấy nó sẽ cao hơn. Đấy. Thì mình nghĩ là cái việc mà top những ngành, những vô dụng thì nó cũng hơi quá. Hơi cực đoan. Nó đẩy đến cực đoan đến mức độ là VTV còn phải vào cuộc. Thì có lẽ rằng là đấy là một trong những quan điểm mà chúng ta cũng cần phải làm rõ. Những người có tiếng nói thì cũng nên làm rõ để cho các bạn thí sinh hay là phụ huynh không phải hoang mang lo lắng. Bởi vì thực ra là khi mà người ta chưa có được cái nhìn tổng thể hoặc là người ta cũng chưa vào được nghề chẳng hạn, thì nghe những cái thông tin độc đấy mà nó lại còn lan truyền rất là mạnh hơn thông tin tốt, thì rõ ràng là cái đó mình cũng nên tăng cường cái công tác truyền thông để cho tất cả các bạn. Với lại cái đấy giống với câu lúc nãy chúng ta trao đổi về việc học ngành gì nhưng học trường nào nữa, đúng không? Vâng. Ví dụ như có thể là cùng cái ngành đấy nhưng hai trường nó sẽ khác nhau. Đúng. Thì cái đấy làm sao so sánh được, đúng không? Ví dụ như là đối với ngành quản trị kinh doanh thì cái quan trọng nhất chính là kỹ năng mềm. Vâng, chính xác. Đúng không? Nếu mà học Đại Nam mà quản trị kinh doanh có kỹ năng mềm thì ra ngoài có thể phát huy được. Nhưng giả sử có thể ông học trường khác cũng cái ngành quản trị kinh doanh nhưng lại đi quá sâu về lý thuyết, mà có thể lý thuyết là những cái lý thuyết nó là lỗi thời rồi, lại không dạy thêm về kỹ năng, thì đương nhiên ông ra quản trị kinh doanh là ông tòi. Đấy, bộ lọc của ông doanh nghiệp là ông sẽ làm. Tức là bây giờ quay trở lại là bạn phải biết là trong chương trình học của các trường như thế nào. Thì có lẽ là chị Hương có thể chia sẻ thêm là với các bạn học sinh mới tốt nghiệp cấp 3 bây giờ làm thế nào để biết là vào cái trường đấy sẽ học những cái gì, xem ở đâu. Đấy là một cái kênh mà em nghĩ rằng nó rất là quan trọng cho thí sinh cũng như là phụ huynh để họ tìm hiểu trước khi vào trường, tức là chương trình học. Thực ra về chương trình đào tạo thì ở Đại Nam rất là có nhiều ưu điểm. Thứ nhất là trường cũng được kiểm định về cái cơ sở giáo dục đạt chuẩn, và nhà trường theo từng bước là kiểm định tất cả các chương trình đào tạo. Có nghĩa là có cái sự tham gia của rất nhiều bên trong cái quá trình khi mà xây dựng chương trình đào tạo. Có nghĩa là như tôi có cái chia sẻ ban đầu đó, là học ứng dụng thực tế và thực chiến ra là làm được ngay, không học những cái mà không phải là vô bổ nhưng nói chung nó không thực chất và nó không thực tế. Rồi doanh nghiệp vào rất là sâu. Trước đây thì ở nhà trường thì cũng là có thể nói là 50-50 với các cái học phần từ ngành và chuyên ngành sâu, thì Đại Nam dành cái thời lượng cho doanh nghiệp vào, là đấy là những người mà người ta làm trực tiếp, người ta có trải nghiệm trực tiếp để người ta chia sẻ đối với sinh viên, thì nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách đào tạo mà sau này sinh viên ra mà câu cửa miệng các doanh nghiệp đều hay nói là cứ phải đào tạo lại. Và chúng tôi ý thức được điều đấy, thì chúng tôi thay vì là sinh viên ra trường để làm đào tạo lại, thì khi trong trường chúng tôi mời luôn doanh nghiệp vào để hỗ trợ của sinh viên. Rồi cũng một cái lợi thế nữa là rút ngắn của cái khoảng cách đào tạo. Và tất cả những cái chương trình đào tạo này thì có thể nói là đều công khai đối với người học, và tất cả các bên đều giám sát. Cái giám sát ở đây được hiểu là cam kết các cái chuẩn đầu ra. Cam kết các cái chuẩn đầu ra là từ ngoại ngữ là phải cam kết, rồi tin học cam kết, rồi kỹ năng mềm là, và có những cái chứng chỉ để cái giá trị gia tăng, để khi mà sinh viên ra trường là có các cái chứng chỉ gia tăng để trong cái hồ sơ của các em là cũng có những cái thẩm thấu. Ví dụ như là anh Lâm là chủ doanh nghiệp, về anh Lâm dạy cho các sinh viên ngành quản trị kinh doanh của các cái course, thì anh Lâm có thể cấp cái chứng nhận là đã các sinh viên này đã tham gia cái khóa đào tạo của doanh nghiệp này. Thì đấy là những cái gia tăng mà sinh viên trong cái hàng trang khi mà ra để xin việc, là trong nhà trường là nhà trường cũng đã cung cấp cho sinh viên để có được những cái bên thứ ba đánh giá để đảm bảo cho sinh viên ra trường là có được cái sự tin cậy. Và doanh nghiệp này chỉ là ví dụ, chị Hương ơi, giả sử như em là một học sinh đang muốn nghiên cứu chương trình giữa hai trường, đúng không? Thì lên trang web của Đại Nam có xem được chi tiết là những cái ngành nghề đấy sẽ dạy như thế nào, và có doanh nghiệp nào vào tham gia dạy không? Có, ở Đại Nam là công khai tất cả, bởi vì cái này là và ở nhà trường là
công khai để cho tất cả các bên cùng giám sát, có thể nói là như vậy. Thì chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và đội ngũ và các doanh nghiệp thì có nghĩa là bám cùng với chương trình đào tạo thì ai ta gọi một cách rất là gọi là điều kiện đảm bảo. Cái điều kiện đảm bảo để thực hiện cái chương trình đào tạo đó thì có đội ngũ, có cơ sở vật chất, có thực hành, thực tập và có doanh nghiệp đồng hành cùng. Thì tất cả cái này là công khai để cho người học khi mà so sánh, khi mà ta thích một ngành nào rồi thì đến cái khâu là quyết định chọn trường nào. Thì thay vì chọn trường A hay trường B mà như tôi có cái trao đổi của ban đầu đấy, thì cái môi trường đấy nó cũng rất là quan trọng để khi mà mình gieo một cái hạt giống, để đảm bảo rằng là hạt giống đấy nảy mầm và ra hoa được kết cái tốt, thì cái chọn trường cũng rất quan trọng khi mà cái bước đầu các thí sinh và phụ huynh là chọn ngành. Và tức là trên cái trang web của trường là có đầy đủ luôn. Đầy đủ. Là ý anh Đắc Lâm là muốn hỏi là dù học môn chuyên gì, ngành này học thì sẽ môn có hết những doanh nghiệp này đồng hành. Đúng và sẽ có những cái khóa học này. Những môn học nào, là ghi được cả giảng viên luôn là của các doanh nghiệp này này kia. Đúng. Năm nhất học cái gì, năm thứ hai học cái gì, năm thứ ba gì? Công khai hết. Năm thứ nhất học những môn gì, năm thứ hai học môn gì, năm thứ ba. Cái đấy là thực ra thì em nghĩ rằng là bây giờ độ rất nhiều bạn học sinh và phụ huynh không biết tìm những cái đó ở đâu. Và cũng không có, tức là họ tìm nhưng đôi khi của một số trường họ không có. Thì cái đó rất là quan trọng để biết rằng là mình thật lát là trong sau trong comment của cái clip là phải đưa cái link vào cho mọi người vào xem. Ở nhà trường thì thực ra ấy là khi mà mình công khai với người học như vậy, nói thêm một chút là như này, thực ra bây giờ các phụ huynh là không có đông con, chỉ có 1-2 đứa con thôi, nên là cái việc chọn ngành cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái việc chọn trường cũng quan trọng không kém. Vì là khi người ta trao gửi các cái cục vàng và cục kim cương ấy vào một cái ngôi trường nào thì người ta phải đủ thông tin để ra cái quyết định đó. Vì suy cho cùng thì bố mẹ mới là trả cái kinh phí cho người học, ngoài chuyện là con có năng lực, con có năng khiếu và con có sở thích và đam mê. Thì phụ huynh bây giờ đương nhiên là rất là thông minh, bởi vì con thì ít này, rồi thông tin thì tràn ngập. Thế là việc của nhà trường là phải công khai minh bạch và cam kết tất cả những cái thông tin mà công khai, để khi người học vào rồi là có thể nói là phải đáp ứng đúng cái chuẩn đầu ra mà nhà trường là công khai. Thì quay trở lại câu chuyện này một chút, thì em đang muốn hỏi xem quan điểm của tất cả các diễn giả, đó là bây giờ có rất nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là ở những cái vùng quê ấy, hoặc là bây giờ các cái khu công nghiệp phát triển rất là mạnh, và nhiều người định hướng cho con mình rằng là thôi học đại học ra làm gì, ra Đà Nẵng tốt nghiệp, tốt nghiệp cấp 3 đi làm công nhân luôn đi, lương tháng 7-8 triệu, tăng ca tăng kíp làm full time cả ngày cả đêm, lương tháng 10 triệu, học đại học ra cũng chỉ tầm đấy thôi, thì đi học đại học làm gì? Theo các anh chị, quan điểm này các anh chị chia câu sẻ câu hỏi đặt ra là đi làm hay là đi học đại học, đúng không? Vâng, chính xác ạ. Cái này em không biết anh Đắc Lâm nghĩ nào, chứ cá nhân em thì tại vì em cũng đi phỏng vấn với nhiều bên, nhiều khách mời liên quan đến câu chuyện này, thì có một cái ý trả lời mà em rất nhớ. Đấy là người ta nói rằng là khó lắm để mà khuyên được một người là đừng đi làm công nhân, hãy đi hay học tiếp đi. Đi học đại học. Tại vì nhá, cái này nó còn tùy thuộc vào cái mong muốn của cái người đó tại thời điểm đó, cái điều kiện của người ta, ví dụ gia đình người ta nó có một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đấy, người ta phải kiếm tiền lúc đấy chẳng hạn, thì mình không thể nói người ta đi học đi được, đúng không? Thế nhưng mà có một cái điểm chung, đấy là cái sự học ấy, nó là cái việc không thể chỉ quyết định thời điểm này, và những thời điểm khác mình không phải quyết định khác, mà nó là một cái điều mà nó sẽ theo mình suốt đời. Cho nên kể cả những người mà tại những thời điểm mà quyết định đi làm công nhân ví dụ như thế, nhưng sau đấy họ hoàn toàn có thể quay trở lại với con đường học tập ở một cái thời điểm nhất định, khi họ thấy rằng họ đủ điều kiện và họ thực sự muốn là học tiếp. Thì em nghĩ đấy là tức là đấy là những trường hợp rất là đặc biệt, tức là họ là cái thời điểm đó cũng đi học, nhưng có những rất nhiều bạn trong cái thời điểm giai đoạn rất lựa chọn, tức là thậm chí có những người là bạn ấy rất muốn đi học, tức là nhưng đủ bố điều mẹ kiện bảo để đi học. Không đi học, bố mẹ bảo là đi học làm gì, ra trường không ai xin việc cho cả, thất nghiệp. Ôi đấy, đứa hàng xóm thì thất nghiệp kia. Ôi bạn ơi, thế thì đừng bạn ơi, dài lắm. Thực ra cái mà Sơn Lâm vừa nói thì mình nghĩ là cái đầu tiên quan trọng, tức là do cái hoàn cảnh của anh đã. Đầu tiên là phải sinh tồn đã. Đầu tiên là hoàn cảnh đã. Tức là liệu tôi có đủ điều kiện để được tự quyết định hướng đi của mình hay không. Nếu mà được quyết định thì mình nghĩ là như này. Đa phần mọi người sau này nhìn lại mà không có bằng đại học đều hối hận. Đa phần là tiếc. Bây giờ ví dụ như mình đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều anh rất thành công, rất thành đạt, trong đó là
từ doanh nhân có mà nghệ sĩ cũng có nhá. Rất muốn có bằng đại học. Đấy là câu nối tiếp. Bởi vì dù sao đi nữa, có thể bằng cấp không làm nên con người, nhưng được học đại học, thứ nhất là cái trải nghiệm được làm sinh viên, cũng là một cái mà như chúng ta bây giờ nghĩ lại cái thời kỳ sinh viên, một trong những thời kỳ đẹp nhất cuộc đời. Nhưng cái thứ hai là nó cũng thể hiện được là anh có thể dành ra 4 năm hay 5 năm hay 3 năm rưỡi trong cuộc đời để nghiêm túc cho một cái việc cụ thể, theo học, làm một cái việc gì đấy nó mang tính chất là có kỷ luật. Đấy là một cái mà mình nghĩ là nếu như có điều kiện, không phải lo về vấn đề mà tài chính, để dành ra 4 năm cuộc đời học đại học là hoàn toàn xứng đáng, vì sau này mình sẽ không hối hận. Và nếu như tốt nghiệp đại học xong thì cơ hội việc làm nó nhiều hơn chứ, tại sao không học? Nó thực sự là, và cái việc học đại học ấy, chúng ta nói lúc đấy là về kỹ năng mềm này, chúng ta nói về ngôn ngữ, chúng ta nói về ABCD, nhưng mà cái những cái tình bạn, những cái mối quan hệ, nó là vô giá. Các bạn trẻ gọi là mây tầng nào gặp gió tầng đấy đấy. Nó là vô giá, thực sự là những mối quan hệ. Và mình bây giờ có lẽ những người bạn thân nhất của mình cũng toàn là từ hồi đại học, và là những thời mà vô tư nhất chơi với nhau. Từ đấy sau này các bạn là có người thì làm nghề này nghề kia, tự nhiên mình có một cái network, thì đấy là mình nghĩ cũng là một cái vô cùng quý giá. Cho nên là nếu có điều kiện thì nên học đại học. Vâng. Nên học đại học. Chắc chắn rồi. Vâng. Nên học. Có lẽ là cái buổi trao đổi ngày hôm nay cũng đã cung cấp được rất nhiều cho thông tin cho các thí sinh cũng như các bậc phụ huynh. Và tôi nghĩ rằng là sẽ còn rất nhiều câu hỏi, rất nhiều băn khoăn tư vấn, rất nhiều băn khoăn trăn trở khác của các bậc phụ huynh cũng như là các thí sinh liên quan đến việc chọn ngành, chọn nghề hay chọn trường. Nhưng thông qua buổi chia sẻ ngày hôm nay thì cũng đã làm được rất rõ, rất nhiều ý để rất nhiều cơ hội cho các bạn có thể lựa chọn ngành, lựa chọn nghề. Và thời lượng của chương trình của chúng ta đến đây có lẽ cũng phải dừng lại rồi. Và còn những băn khoăn trăn trở hay lo lắng gì nữa thì quý vị phụ huynh cũng như là các em thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với fanpage của trường Đại học Đại Nam để có thể nhận được những thông tin tư vấn thực sự là thiết thực và cần thiết nhất. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các vị khách mời đã có mặt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả, các quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh.